Chào mừng các bạn đã đến với phiên live chấm bài tiếp theo của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chấm bài của các bạn từ khắp nơi đã gỡ về cho thầy. Và nhớ là thầy phải in ra thì mình mới chấm được. Cho nên các bạn vui lòng đừng hỏi ủa sao giống tranh in vị thầy nha các bạn nhé. Rồi trong quá trình xem á các bạn ơi, video có quảng cáo các bạn vui lòng xem hết quảng cáo. Một lượt xem các bạn sẽ góp được 200 đồng cho quỹ học sinh khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày mơ tôi in số đồ bài. Bây giờ hôm nay tôi không in số đồ bài, nhưng mà tôi sẽ có một cái tấm giấy gọi là vinh danh cho các em. Từ từ các em đợi tôi 30 giây. Rồi hôm nay sẽ có giấy vinh danh cho các em, giấy danh dự. Một chút xíu ai mà ồn ào đó là tôi sẽ điểm mặt vô cái tờ giấy danh dự này nha chưa. Tôi có nhiều giấy này lắm, mấy em không có sống nổi được qua con chăn này đâu. Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ Đồng Tháp, 14 tuổi. Em dĩa cái gì nè, nghiên cứu vốn cổ. Các bạn nào mà học thầy Dân thì các bạn sẽ biết được nghiên cứu vốn cổ là gì. Vốn cổ tức là vẽ lại những cái di tích danh lam thắng cảnh, những cái kiến trúc, những cái con này con kia ở trong đình thờ miếu rồi đó, thì gọi là di tích vốn cổ, hay còn gọi là tranh chiếm vốn cổ ha. Thì sau các bạn học cái này, các bạn sẽ học tới cái phần cách điệu. Nhưng mà chúc mừng em nha, em bị trừ điểm rồi nè. 1, 2, bên đây luôn, bên đây luôn. Trừ tổng cộng lên đi là 3, 2 cái, mỗi cái 1 đi là 5. 5 điểm tổng, mình được trừ 5 điểm. Châm chế 95 đi. Tại vì cái phần này nè, phải nhìn hình nó khó, tôi chấm điểm dễ. Hiểu chưa? Sao ồn quá vậy thầy? Nhà tôi phòng máy lạnh mà. Có cái tiếng nào ngoài cái tiếng nói của tôi hả? Mà em nói ồn. Ý em nói tôi nói chuyện ồn đó hả? Em gan dạ quá ha. Một bạn mở hàng đầu tiên, tên gì đó? Tên gì ạ? À, cái bạn em bé. Mới vô em bé bị ghi nè. Em bé. Em bé nói tôi là nói chuyện ồn đó. Bản danh dự mấy em. Ừ, lên số đầu bài là chuyện thường. Hôm nay lên bản danh dự luôn để được phiếu bé ngoan nha chưa. Em được phiếu bé hư. Trần Hải Đăng. Em tên Hải Đăng trùng tên với là các bạn kiểm duyệt duyên của tôi. Bạn Tí Hồng Té, bạn đó tên là Hải Đăng. Em tên giống bạn, em được cộng 1 điểm. Chúc mừng em. Em đến từ Hà Giang hả? Chèn ơi, Hải Đăng của thầy là ở Cà Mau. Em đến từ Hà Giang là ở xa Cà Mau quá đi. Phải ở gần được cộng thêm điểm rồi. Thôi ở xa không cộng. Ok ha. Bức này sáng tối rõ ràng, ưng quá, bài đẹp quá, không có gì để nói hết trơn đó. Bây giờ để mình soi coi. Chụp tối không mấy em? Cái này là có được gọi là chụp tối không mấy em? Hay sao? Hả? Chụp tối hay sao? Trừ điểm không? Không trừ điểm. Kỳ vậy. Chăm chế chứng này như chưa? 95. Tốt, cộng 1 nè. Đó, thấy không? Chung tên cũng được cộng điểm. Thấy tôi chấm điểm dễ dãi không? Dễ ẹt luôn. Tiếp. Chúc mừng em nha. Chưa nhìn tranh mà thấy trừ điểm tới nơi nữa rồi đó. Nè. Em bị trừ 5 điểm. Rồi. À, 5 điểm đây đi. Rồi. Nữa, Thu Thủy nè. Thu Thủy là các em mở hàng đầu tiên nè. Chụp ló nè, giờ tới bài 2 chụp ló nữa. Trừ điểm tiếp nè. Tại nhà các bạn đó tối hả? Thì đem ra ngoài bầu trời chụp. Ai kêu chụp trong nhà hả? Ơi, cái họa sắc trên nền của bạn xinh quá vậy ta. Vẽ mà bạn tô cái màu nền xinh quá vậy. Nobita này đến từ châu Phi hả? Là sao nữa vậy? Chăm chế đi. Cái này đi ngoài nắng quá trời tôi không hài lòng. À, 90 giờ trời ưng quá đi, 96 đi. Trời ơi, vẽ Conan chứ không phải Nobita, nó lộn mấy em. Nó lộn. Mấy em chọc quê tôi hả? Cả lớp hôm nay lên sổ vinh danh luôn đi. Cả lớp chọc quê thầy Dân. Cả lớp chọc quê nè. Chọc quê thầy Dân. Tôi nói cho em mày biết trước nha chưa? Ví dụ như giờ ông thầy ông nói lộn thì làm ơn mày nghe hết câu đó rồi mày nhắn nhỏ. Thầy ơi. À, thầy nó lộn tên đó thì mình giả bộ mình biết với nhau nó khác. Còn cái này đó là em làm vậy là bẻ mặt tôi trước đám đông là không được nha. Ở ngoài đời tôi cũng vậy nữa đó. Thường là tôi đi học sinh tôi ít có nhớ tên lắm, thường tôi sẽ nhớ tên những nhân vật cộm cán mà đi quậy thì tôi mới nhớ thôi. Còn mà vẻ đẹp tuyệt trần thì tôi mới nhớ tên, còn mà học trung bình chung chung rồi đó là tôi không thể nào tôi nhớ tên được. Cả ngàn học sinh sau nhớ hết. Mấy em khổ mấy em quá đi. Thôi bây giờ anh gì đi, tại vì tôi đọc tên nhân vật sai đó cho nên thôi bây giờ anh gì. Tôi cho bức này 98 điểm luôn đi, cộng thêm 2 đó, đó thấy không? Coi như là bù đắp lỗi của tôi hồi nãy đó, thấy không? Tôi hiểm chết mà. Em được cộng 2 điểm trên 100. Tiếp,
Bạn Kim Phúc đến từ Đắk Lắk, hiếm lắm có mấy bà từ Đắk Lắk nha mấy em. Em Kim Phúc này vẽ chì không vậy, nét không vậy, đeo cái kìm nè, thấy ghê không? Rồi sao nữa, cho nhiêu điểm đây, bà này điểm đâu cao được em. Trừ 10 điểm đi thầy. Em đừng có mà vô mà xúi dạ người ta. 85. Cái môi xinh quá, nhưng mà tôi để ý cái môi này nó hơi bị lệch đó em. Em ơi em, em à, cái môi hơi bị lệch nè, mấy bạn thấy không mấy bạn? Cái môi bị lệch. Rồi bà này bà bị nhổ răng khôn, bị sưng bên má, tội nghiệp, bị méo cái miệng luôn nè. Tiếp. Cái gì? Cái mi kìa thầy ơi, cái mi kỳ quá thầy. Coi coi, em quăng đẳng cái em này dễ đẹp mà sao hay soi quá à, soi hơn tôi nữa. Cái mi của em còn hơn cái mi con cá sấu nữa, ớn hồn luôn. Đi đám cưới hay gì mà gắn cái mi dữ vậy? Đẹp mà thầy, tôi nói xấu hồi nào? Vẽ khó lắm thầy ơi. Chính xác, thầy hiểu điều đó mà cho nên thầy trừ điểm em. Em tên gì vậy? Em nhiều chuyện quá vậy, tên gì vậy? À, cái gì mà các bạn mà vô nói vậy, vẽ khó lắm á. Cái gì, từ từ, cái bạn mà Thảo Min á, lên sổ nha Thảo Min. Thảo Min nè, từ từ mấy em ơi, hôm nay tôi cho mấy em lên sổ hết. Cái tội là gì? Thương dây khóc mướn. Tác giả bị trừ điểm không nói, mình coi mình ý kiến. Trừ điểm cưng. Cái gì nữa? Chấm khó quá, kệ tôi. Cảm ơn em khen tôi nha. Nguyễn Kha Thi, chúc mừng em luôn nè. Tên riêng không viết hoa, trừ điểm. Tên riêng không viết hoa. Trừ 5 điểm, vừa. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh, 14 tuổi. Bài chèn ô dễ hay kiểu này nè, hay kiểu cái gì mà Henna, dễ hay kiểu Henna của Ấn Độ đó, đẹp ghê không? Cực công lắm đó, trên 8 điểm, trừ 5. Được 100 là phải hiếm lắm. Bây giờ chấm bài toàn quốc mà cho 100 điểm là phải cỡ nào? Tiếng gì mà ồn vậy thầy? Chắc là tiếng có thầy ồn nhất đó. Em vô viện bảo tàng đó, em vô sở thú đó. Em vô đó đi cho nó đỡ ồn, nghe chưa? Cũng đẹp mà thầy. Ủa, tôi đâu có chê xấu đâu mà sao mà em hay ý kiến quá vậy? Cách nào để vẽ vậy thầy? Cầm cái bút lên vẽ thôi chứ gì cách nào vậy đây nữa. Trời ơi, em làm như là hồi đó vậy, em chưa cầm cái bút. Cách nào để vẽ vậy thầy? Thì cầm cái bút chì lên vẽ. Hở ơ luôn chèn. Tôi không có nào tưởng tượng được em. Ngộ ghê ha. Nguyễn Thành Đạt, đến từ thành phố Hồ Chí. Chữ Minh xuống dòng là sai văn phạm, trừ điểm. Xuống dòng sai. Xuống dòng sai. Trừ 5 điểm. Từ từ, cái này vẽ nét sáng tối không vậy? Gọi điểm đâu có cao được. 75 đi. Trừ 5. Đó. Rồi còn 70. Cái gì thầy, xuống dòng cũng trừ điểm. Đúng rồi em, xuống dòng đầm lầm đổi nghĩa đó. Thấy không? Ví dụ như gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc, mà bây giờ em xuống dòng sai, em xuống là gia đình hai con vợ, cái xuống dòng chồng hạnh phúc đó, là cái nghĩa cái câu nó đã sai rồi đó. Thấy không? Thấy cái tác dụng của cái việc xuống dòng chưa? Thành ra đó mình phải trừ điểm để chi? Để mai mốt em xuống dòng cho đúng, nó không bị đổi nghĩa, nghe chưa? Thầy hay bắt là bẻ quá. Tôi nói đâu có sai đâu mà bắt với không bắt em. Tranh đẹp mà thầy. Tranh đẹp thì trắng đen thì điểm nhiêu là đủ rồi, chứ em đội nhiêu. Không lẽ trắng đen trong 100 điểm, còn cái bức màu này cũng được 100, cái bức này cũng được 100 hả? Nè em làm tôi nè, em vô em cho điểm luôn đi. Lớp ồn nên sẽ là bài tiếp. Cả lớp mắc trật tự. Cả lớp mắc trật tự nè. Đó, mắc trật tự. Nói nhiều. Mấy em á hả, đi học bằng cái tai hay bằng cái miệng? Tôi không nào tưởng tượng được các em. Thi tốt nghiệp xong, rồi tới nữa đó. Thi tốt nghiệp xong, giờ em xem thầy xả xì chết. Thi tiếng Anh sao rồi, nghe đồn được 8-9 điểm, vậy năm nay dễ phải không? Nhưng mà tôi nhìn vô tôi cũng chả có biết làm. Tên gì vậy? Yến Nhi, 14 tuổi, đến từ Thái Nguyên. Chèn ơi, em được 100 điểm vì sao? Em đến từ Thái Nguyên, quê thằng bạn của thầy dân ở ngoài Thái Nguyên. Mới gỡ tặng trà cho thầy uống trà sen. Có hai loại, trà sen ướp truyền thống và trà chưa ướp, ghê không? Ngon gần chết, chưa uống nữa mà biết ngon rồi đó. Điện về cho tôi, hỏi uống chưa, tôi nói chưa uống. Em làm tôi nhớ tới bạn. Ghê không, em được 100 điểm, xuất sắc. Mà người ta dễ đẹp nha chưa, tôi công tư phân minh. Cái gì? Xuống dòng thầy ơi, người ta xuống dòng đúng nè. Nguyễn Thị Yến Nhi đúng rồi, 14 tuổi đến từ Thái Nguyên, ta xuống dòng đúng rồi, em đổi gì nữa? Phân biệt quá, không có phân biệt. Người ta dễ đẹp,
Bây giờ phân tích màu nè, đẹp không? Chuyển độ hai bên màu nè, màu hai cái tóc không là thấy ăn điểm rồi. Còn nền bọng nè. Ê, sao mà em chừa quyền mà sao em chừa vô đây bự chứ vậy? À, chừa gì kỳ vậy? Nè chừa thôi cỡ không sao, bạn vẽ đẹp bạn được ưu tiên, không trừ điểm. Tiếp, muốn gỡ bài cho thầy phải làm sao hả? Thì mình sẽ có một cách nữa em, đó là em phải tính cho thầy một cái bài toán này. À, bài toán có một câu hỏi là bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương ... Em hãy điền vào chỗ chấm và sau đó em sẽ được biết cách gỡ bài vẽ nha chưa? Quá mệt mỏi em rồi. Rồi ai điền vô giùm thầy đi. Bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh ... hai cạnh góc vuông hả? Chính xác luôn em ơi. Chính xác. Chúc mừng em. Mấy em thật là thông minh quá đi. Thông minh ghê không? Học trò tôi phải thông minh như vậy mới được. Tiếp, mình chấm tiếp nha. Bằng tổng bình phương hai cạnh góc lệch hả? Tên gì ạ? Từ, tôi đọc là tôi thấy ứa con mắt rồi đó. À, Hồ Viên lên bảng ghi danh. Hở ơ luôn chèn phẹt ơ. Mấy em, tao nói hả? Chấn động thiệt chứ. Gia đình ủng hộ em đi ăn học tiếp đó, làm ơn. Làm phước để học thêm giùm tôi. Gia Hân 11 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em vẽ cái miệng này sao giống cái mỏ của tôi quá vậy? Đẹp lắm mấy đứa. Để tôi cho nè, hôm bữa tôi xong môi y chang cái bà này luôn. Gơi không? Mà là tôi nằm mơ đó. Gơi không? Hở ơ luôn, đây nè, tôi cho coi cho. Gơi lắm. Đây, cái môi y chang luôn. Không cho coi không được. Đây nè, nhìn là thấy xinh xắn rồi. Đây, cái môi nè. Hôm bữa a vô coi có coi rồi. Đó, cái môi y chang không xưng một miếng, thấy không? Nhưng đây là con chó. Đó, thấy gơi không? Phải cỡ đó thì tôi mới hài lòng được. Lisa đó thầy. Lisa gì mà không có chân mày trời Phật, tôi tưởng là Mona Lisa chứ. Em thiếu hai cái chân mày nha chưa? Em thiếu hai chân mày rồi. Tôi muốn cái mặt của bà này bực mình lên. À, trời ơi, tại nó nhan sắc. Đúng chưa? Em vẽ đôi mắt với cái môi này là phải đúng biểu cảm này. Em vẽ sai vì biểu cảm nhân vật rồi. Tôi phù phép vô một cái là nó khác liền. Xuất sắc trời ơi. Tôi vẽ vô cái đẹp dữ he. 85 hoặc 89 luôn đi. Cộng thêm 2 điểm luôn đi. 2 điểm biểu cảm. Ghê không? Nhìn giống thầy quá đi. Cả lớp phát ngôn gây sốc. Cả lớp hôm nay là phát ngôn. À phát ngôn gì? Phát ngôn bôi nhọ giáo viên. Bôi nhọ này giáo viên. Trời đáng sợ ghê không? Chữ bôi nhọ như có ô đấy. Rồi. Chấn động. Cuối giờ đi rồi tôi xử cái ca này. Hôm nay lớp ồn quá đó. Thi phóng quốc gia xong giờ hôm nay thảnh thơ quá ha. Vô nghiệp phải không? Huỳnh Như đến từ tỉnh Tây Ninh. Chuyện ơi, thằng bạn tôi lên Tây Ninh bán bánh in. Em đến từ tỉnh Tây Ninh luôn hả? Dễ thương quá ha. Dễ nàng tiên bướm mấy em. Ghê không? Cái này giống nàng tiên con chuồn chuồn quá vậy. Nàng tiên chuồn chuồn. Cái cánh này cánh con chuồn chuồn chứ phải cánh con bướm bướm. Cái gì? Gì? Rishi đó thầy. Tôi không cần biết. À, châm chế được. Chụp tối trừ 2 điểm. Chụp tối bên đây nè, trừ 2 nè. In ra tối hụ nè, không thấy hả? Đó. À, bức này tôi cho 100. Nhưng thôi còn 99 đi. Trừ 1 điểm còn 99. Tội nghiệp bạn. Bạn sinh năm 2013. Vẽ cực khổ chăm bề lắm. Em nhìn màu nè. Màu sắc nè. Ê, em biết em bị cái gì không? Thiếu nhắn viền chi tiết đẩy sâu. Mai mốt là viền lỡ tất cả những chi tiết chính bằng bút lai đen nha chưa. Còn không thì chơi nâu đen nha chưa. Cái gì? Ông thầy ổng ồn quá trời mà ổng nói mình ồn. Thầy gì kỳ cục kẹo cái bạn Jin Han gì đó. Đặt tên đó là tên Hàn Quốc mà sao mà giống hàng xẻng quá vậy. Nói không, nói chuyện không có sang gì hết trơn đó. Tên gì? Jin phải không? Jin Han đó. Tên thì Hàn Quốc mà nói chuyện như hàng xẻng vậy đó. Em có số lắm đó. Số đào hoa đó. Về cuốc đắt trồng bông đi. Tiếp. Nguyễn Ngọc Hoài Thương đến từ Bình Thuận. Tên mình xuống dòng sai bị trừ 5 điểm. Xuống dòng sai nè. Xuống dòng sai trừ 5 điểm. Vì sao Nguyễn Ngọc Hoài cái xuống đây chữ thương. Thấy ngộ chưa? Em vẽ cái này là ai? Con gì? Nhìn không ra. Tranh đẹp xinh quá nè. Ló chút xíu thôi châm chế không trừ điểm. Cái gì vậy?
Thầy làm vậy học sinh đau tim quá thầy ơi. Chứ tôi đâu có bị đau. Thầy bị OCD hả? Không, tôi cái gì phải ngay ngắn chứ tôi không bị hiệu chứng đó. Cái gì? Cái bức này là tôi cho là 99 điểm thôi, không có cho 100 được. Trừ 5 điểm nè, cái tội xuống giọng đúng. Vì sao tôi cho 99 điểm? Vì vì âm lót bên. Thấy không? Hồi nãy là tôi chăm chết tôi không trừ, nhưng mà tôi nhìn tổng thể lợi đó thì tôi thấy là tôi không trừ đó thì cái lương tâm của tôi nó không được yên mấy bạn, là tối nay tôi tức tôi ngủ không có được, thành ra tôi trừ 1 điểm. Khi mà tôi trừ em xong rồi tôi thấy trời ơi như được lên thiên đàng. Tiếp thầy, sao thầy đẹp trai dữ vậy? Đẹp trai hồi nào mà đẹp trai? Cái mặt tôi gì mà nói tôi đẹp trai mấy em? Đây nè, cái mặt tôi vậy nè, y chang không xây một miếng luôn. Cái mỏ tôi cũng dài y chang luôn đó, mà nó dám nói tôi đẹp trai. Em nói vậy sao được em? Tôi không hài lòng như chưa. Nói lỡ đi. Giọng thầy chua quá. Đúng rồi, tôi ăn 10kg chanh hồi nãy đó, chua dữ lắm. Bạn này tên là Nhất Thống mấy bạn, đến từ Khánh Hòa mấy bạn, mới có 11 tuổi à. Thấy cưng ghê không? 11 tuổi mà giả được gì là hay dữ lắm rồi đó. Học trò thầy dân mà 11 tuổi giả được vậy là tao nói hả, là cho 99 điểm liền. Rồi không trừ điểm nhưng mà được 99 điểm là quá tài năng luôn, nghe chưa? Thầy khen em đó, màu xinh ghê không? Quá đẹp, 11 tuổi là quá tốt, 99. 11 tuổi mới chịu thì chứ làm sao? Cái gì nữa? Gì chị? Tụi Mẫn đến từ thành phố Hồ Chí Minh 8 tuổi, chợ em dở. Mai mốt mình đừng ghi lên chăm, mình ghi lên cái tờ giấy nhỏ, cái mình kẹp vô đây nè, cái mình chụp hình thôi rồi mình tháo cái tờ đó ra. Đừng không mình vẽ xong cái mình lấy bút chì mấy bạn, cái ghi thẳng lên chanh luôn, trời uổng bức chanh ghê không. Rồi mai mốt muốn vẽ lại là phải lấy màu chồng lên nha chưa, là vẽ lại cái phần bầu trời nó uổng, thấy không? Chanh bằng xinh quá, cái này là tự vẽ để tranh thủ đi nộp cho thầy dân nè. Ghê không? Đẹp ghê không? Nhưng em vẫn bị trừ điểm vì sao hả? Em đừng tưởng ló cái nền gạch nó giống cái màu nền là tôi không thấy nha chưa. Nè ló nè, ló nè, ló xéo nè, em bị trừ 3 điểm nha. Cái tội ló quyền đó. Đây nè, ló hai bên nè, thấy không? Em thấy không? Tôi nhìn tôi thấy hết. Em bị trừ 3 điểm thôi, trừ ít thôi, tội nghiệp. Rồi, cái bức này cho 99 luôn đi. Rồi trừ 3. Trời, mới 8 tuổi hả? 100. 100 điểm này là 100 điểm cố gắng của em. Thầy không thể nào tưởng tượng được một bạn 8 tuổi. Không, thầy không trừ luôn em ơi. Cái tuổi quyết định tất cả các bạn ha. Các bạn biết đó, mới 8 tuổi mà giải được gì là hơn những bạn khác rất là nhiều. Các bạn nhìn đi, trong phiên live của thầy tổng cộng là 1.300 người. Liệu rằng 1.300 người đó trừ tôi 8 tuổi có nhắm vẽ được gì hay không? Đúng không mấy bạn? Đúng không? Bạn vẽ rất hay, tài năng. Tôi tặng cho thêm một trái tim. Một trái tim yêu thương nha chưa? Đó, em được 2 cục điểm luôn đó. Rồi không? Mai mốt lấy bút cái gì? Viền đen á, mình viền lại giùm tôi nha chưa? Rồi tiếp. Nữa, Thu Thủy đến từ Đồng Tháp nữa nè. Chúc mừng em bị trừ điểm nữa nè. Em tưởng cái nền tối á, rồi chơi cái nền màu tối giống là tôi không thấy nha, tôi thấy hết á. Rồi em bị trừ 3 điểm nha chưa? Không, hai bên trừ 5, tại ló hai bên nhiều nè, trừ 5 điểm. Ồ, em vẽ cái cô gái đeo viên ngọc trai phải không? Bức tranh này rất là đẹp, em vẽ đúng là cái tâm trạng của tác giả. Đẹp quá đi. Vẽ đơn giản mà ra sắc thái của cô nàng nè, đẹp quá đi. Đẹp quá mềm ơ. Em bị lờ nguyền con mắt thứ hai thì mình phải làm sao hả? Có cách này cho em. Em chỉ cần vẽ một con mắt chính giữa là được nha. Thấy không, đẹp không? Mai mốt làm ơn làm phước đừng hỏi tôi mấy cái câu này đi. Khổ quá đi. 99 điểm đi. Trừ 5, mình 14 tuổi rồi em. Nó khác với 8 tuổi, mình không được điểm ưu tiên nha chưa. Tiếp. Chấn động, trời, cái lớp chấn động hôm nay trời. Lớp hôm nay bình luận nhiều quá. Tôi nói là tôi cấm bình luận, sao bình luận hoài vậy? Lớp cơm mình quá nhiều. Ghi vô một cái nữa nè. Cái này là bản vàng vinh danh cho các em. Bản này có hai mặt luôn. Hai mặt đều là hai mặt cổ điển hết trơn. Nhưng mà tôi thích cái mặt này hơn. Cái mặt này á, thì nó giống như cái kiểu như là mấy cái tờ giấy mà đi truy tìm kho báu rồi đó. Của One Piece rồi đó. Đó.
Còn bên đây nè thì nó giống như là một cái tờ viết thư của mấy cái bạn mà ở mấy cái vị mà kiểu như ở trong tòa lâu đài rồi đó, bá tước rồi đó. Ừ thì nó giống hơn, hiểu không? Các em ha, sơ hở là các em lên đây liền. Tôi hiền dữ lắm, để tôi uống miếng nước cái coi. Chấm bài không cho uống nước vậy chưa? Đẹp. Tưởng nghỉ hè là không lên bảng, không lên sổ đầu bài hả? Có cái sổ khác luôn là sổ vinh danh bảng vàng. Tên gì nữa đây? Thu Thủy nữa nè, em bị trừ điểm tiếp nữa nè. Chúc mừng em, chắc em coi tới cái phiên đoạn này của mình chắc em đau đớn dữ lắm hả? Rồi trừ 5 điểm cái tội mình dương quyền nha chưa? Vàng ơi, cái bước này được nè, màu sắc tinh tế, tôi thích quá đi. 100 điểm trừ 5, các em này không bao giờ được 100 điểm tròn nha. Ngộ ghê vậy đó. Tôi nói là chụp, chụp đừng có dư cái viền ra giùm tôi. Cái nước gì vậy thầy? Dạ cái đó là nước thánh đó mấy em mấy bạn. Ừ đúng rồi, tôi uống nước đá chứ hỏi cái nước gì. Sao mà hay hỏi ghê vậy đó. Đẹp không? Biểu cảm sáng tối rõ ràng. Spa nha thầy ơi, sao mà hay dịu quá hả? Tôi chấm bài mà bắt ổn quá đi. Không nha, bạn ló cái gáy ra tôi không trừ điểm nha, tội nghiệp bạn nha chưa. Phương Thảo đến từ Đắk Lắk. Chèn ô này vẽ này thấy không? Cô gái nè, cầm cây cờ nè, vẽ ngự mà không có chân mày nè. Tôi vẽ giùm coi. Tôi vẽ chân mày vô giùm em nè. Mấy em vẽ ngự không bao giờ vẽ có cái chân bà mà vô vẽ trơn vậy. Kỳ không vậy? Trời, ngô hình bắt hồ mấy em, ghê không? Ở đây là cái gì mấy em, bạn không biết không? Đây là con chim bồ câu thể hiện cho hòa bình. Ghê không? Đây nè, khói bụi nè, thấy không? Đây nè, thấy ghê không? Sai lịch sử hả? Chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024. Ủa? Bạn đề đúng chưa? Vậy mất thời gian mình phải coi lại chứ mình không có nhớ hết được mấy em ơi. Đúng rồi mà phải không? Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Nó có hai cái Điện Biên Phủ nha, có cái Điện Biên Phủ trên không nữa đó. Rồi ok. Cái gì? Chiến thắng Điện Biên Phủ hả? Từ từ. 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ từ, người ta đúng rồi em ơi. Ủa? Cái gì? Đây nè, tôi đọc cho nghe nè. Chèn phẹt ơ đây nè. Bộ đội ta dương cao cờ chiến thắng trên cứ điểm Him Lam vừa chiếm được trong trận mở màn chiến thắng Điện Biên Phủ là chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954. Của em là 7 tháng 5 hả? Rồi xong. Phải không? Là sai rồi. Vậy là em ghi lộn cái mốc là Điện Biên Phủ trên không phải không? Rồi xong. Em dương cờ trên nóc Him Lam nè. Rồi xong em ơi. Chúc mừng em ơi em ơi. Tàn nhẫn bất nhân ghê chưa? Nhưng mà không phải em ơi, đây nữa nè. Chưa hết. Xong. Quyến thắng nè, của quân đội ta tung ba trên gì hầm tướng gì đó vào ngày 7 tháng 5 1954. Ngày 7 tháng 5 đúng rồi nè. Sai cái gì? Đúng rồi nè, không thấy hả? Mới thi văn hóa hồi sáng xong nè chèn ơi, không thấy hả chèn ơi? Đâu rồi? Người ta đúng rồi. Cái ngày là ngày dương cờ 13 tháng 3. Nhưng mà tổng hết hoàn thiện chiến thắng chung thì là chốt ngày 7 tháng 5. Đúng rồi. Sai rồi, đúng rồi, sai rồi, đúng rồi. Ủa sai rồi hả? Cả lớp mất trật tự. Cả lớp làm hoang mang dư luận. Cả lớp làm thầy dân hoang mang. Đó. Cái gì tôi cũng ghi được hết. Hoang mang. Tôi dạy mỹ thuật, tôi không có dạy lịch sử. Đừng có bắt lỗi tôi. Ủa trời ơi, trời cái đó không nhớ nữa. Trời ơi, đầu óc nào nhớ hết mấy em. Người ta đúng, không có sai nha chưa. Mấy em mất trật tự 100 điểm. Vì sao hả? Vì em có tinh thần yêu nước. Vậy mà dám nói sai ha. Tôi không nào tưởng tượng được em.